Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một chú gấu đội mũ. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán sản phẩm này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị: thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo, và cuối cùng là hồ dán.